Trung Cộng gia tăng các biện pháp an ninh giao thông từ Bắc Kinh. Trung Cộng đang thực hiện những biện pháp an ninh cao độ nhất trong hệ thống giao thông công cộng để bảo đảm an toàn trong thời kỳ nghỉ hè. Hành khách đi tàu điện ngầm bị kiểm soát chặt chẽ. Theo các biện pháp mới, con số nhân viên an ninh tại các nhà ga tăng từ 4 lên 5 người. Cảnh sát võ trang được đưa đến các nhà ga chính, các thùng rác được soát xét trong một chu kỳ từ 15 đến 20 phút. Những biện pháp an ninh này trước đây chỉ áp dụng trong những ngày quan trọng như cuộc họp thường niên của Quốc hội hay Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản. Cảnh sát cũng yêu cầu các công ty xe bus để cảnh sát soát xe hành khách tại các trạm xe hay trên xe bus. Những hành khách phản đối các biện pháp mới sẽ bị bắt. Trong năm nay, cảnh sát Trung Cộng đã bắt 120 người mang những đồ vật nguy hiểm lên xe hay phản đối việc soát xét. Trong thời kỳ nghỉ hè, du khách đến thủ đô Bắc Kinh rất đông, cho nên chính quyền thành phố cũng gia tăng sự hiện diện của cảnh sát tại những nơi tập trung đông đảo.